Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời đại chúng ngồi xuống ạ. A Di Đà Phật, thì hôm nay chúng tôi sẽ trả bài cho quý vị, nhưng mà cuối giờ mới trả bài, còn bây giờ trả xuống thì xôn xao, thì tôi kính thưa quý vị là bài của mình tôi nhận được là 18 bài. Và hôm nay, bữa trước thì tôi có nói đó, tôi cứ tưởng là đọc qua rồi tôi không có cho thang điểm, nhưng mà nó chỉ nhận chung của các lớp thôi. Nhưng bây giờ văn phòng yêu cầu là trả bài cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng thâu lại, nộp lại cho văn phòng lưu trữ lại để làm tài liệu sau này để tổng kết một giữ lại ở văn phòng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trả và chúng tôi sẽ cho theo cái thang điểm theo cái yêu cầu của dưới văn phòng là A B A cộng A A A trừ B B cộng A trừ gì đó. Thì hôm nay tôi lúc trước tôi nói với quý vị là thôi khỏi cần đó, nhưng mà bây giờ vì tôi chỉ nghĩ là mình học mà, tôi thì cốt là các vị hiểu, nhưng mà thật sự ra mà nói là đúng ra theo cái quy cách của một giáo dục của một cái trường lớp thì phải có như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi lại đọc lại và chúng tôi lại đọc kỹ hơn và cho phê bài và cho thang điểm đi đúng theo văn phòng và yêu cầu. Thì sau cuối giờ chúng tôi sẽ trả, nhưng mà tôi chỉ nhận được 18 bài bằng giấy, và trong email có một số bài gửi trong email, thì quý vị nào gửi cho tôi bài trong email thì chúng tôi sẽ đọc, được bài nào sẽ đáp trả cho quý vị sau, còn giấy thì tôi trả trước ha. Rồi hồi sau cuối giờ xin nhờ lớp trưởng đến nhận bài để trả lại. Và hình như có người nào mà chưa nộp bài đó, thì muốn nộp vẫn nộp được. Ai chưa nộp bài thì vẫn nộp được, thì nếu mà muốn nộp tiếp thì vẫn nộp bài được ha, không có gì phải trễ hay là không trễ gì hết. Các vị cứ nộp tiếp rồi chúng tôi sẽ chấm tiếp và gửi lại cho lớp trưởng sau. Rồi, bây giờ hôm nay chút xíu nữa cuối giờ mình trả bài. Thì hôm nay mình học đến chương 32 phải không ạ? Trừ ngã không còn sợ. Phật dạy người ta bị ái dục sanh ra lo nghĩ, vì lo nghĩ sanh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ. Thì cái chương này thì xuất xứ thì nó nằm ở trong cái kinh Pháp Cú kệ số 112 cho đến 116 phẩm hỷ ái. Thì mỗi bài kệ có điều từ 12 cho đến 16 là năm, nó có năm bài kệ, nhưng mà các vị thấy giống nhau hết và cái ý nó cũng giống nhau, chỉ có cái là cái từ ví dụ như ái. Thì cái bài kệ của nó là của Nguyên Thủy, của bài kệ bên trong kinh Pháp Cú là như thế này: do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu không đâu sợ hãi. Thì có năm bài kệ như vậy, nhưng mà nó chỉ đổi lại chữ ái thành ra chữ ái luyến.
hỷ, rồi nó đổi lại chữ ái nước thành ra hỷ ái, rồi nó đổi chữ hỷ ái thành ra tham ái, và chữ tham ái nó đổi lại dục thành là dục ái, cũng bốn câu kệ đó. Nhưng mà cái từ ái thì cái từ đầu tiên thì đổi thành năm từ khác nhau thôi. Thì nói tóm lại thì ái hay ái luyến hay hỷ ái hay tham ái và dục ái đều nó đều chỉ cho cái sự tham dục của mình hết. Cho nên tuy là nói năm bài kệ nhưng mà là một, và năm cái từ đó Đức Phật chỉ là thay đổi mà thôi. Còn bài kệ, cái bài kệ ở trên thì khẳng định cho mình biết là cái ái là cái điểm dẫn khởi, ái là ái dục đó, là cái điểm dẫn khởi cho sự sầu ưu, sầu ưu rồi dẫn khởi tới cái sợ hãi. Thì cái sầu ưu là cái mức độ nhẹ của ban đầu, do mức độ ban đầu nó tác hại của tác hại của ái dục, mà cái tác hại sầu ưu này chỉ ở mức độ nhẹ và đến đưa tới mức độ mà khổ hơn á, mà nặng nề hơn là đưa tới cái sợ hãi. Thì như các vị thấy rõ ràng, nếu mình tham ái, mình tham ái về tất cả, tham ái về tất cả, về tài sắc danh thực thì tất cả những cái thứ đó đều là làm cho mình, nếu mình tham mà mình không được thì trằn trọc suy nghĩ, có để cho có được cũng làm cho mình khổ, mà đến khi mình có được rồi á thì nó cũng làm cho mình khổ, phải không? Trằn trọc để sao mình sợ mất, rồi sợ bị cướp, rồi sợ. Còn nếu về tình cảm thì sợ cái người đó bỏ mình đi, thì tất cả những cái đó khi chưa được cái ái đó nó cũng làm cho mình khổ, mà khi được rồi nó cũng làm cho mình gì đó sầu ưu rồi sợ hãi, tất cả đều cả cả năng tài sắc danh thực thì luôn. Nếu là có thì cũng, nếu được hay không được nó đều đưa tới cái cho mình đó, là sợ hãi với là sầu ưu lo lắng hết. Thì thật sự ra nó đâu có sung sướng gì phải mà. Còn về rồi đối với người mà biết tu, như ví dụ như cái người biết tu một chút, cái cấp độ nó cao hơn đó, thì cái sợ hãi và cái sợ với là cái sầu lo của người biết tu là gì? Còn nếu mà khi ái dục nó hiện lên thì cái người biết tu khi họ đã biết tu rồi thì những cái ái dục đó chưa trừ hẳn, và đến khi nó cứ khởi lên trong đầu đó, rồi họ nói trời ơi, chạy mình tu rồi mình phải bỏ cái này, mình sao cái mình cứ bị cái ái dục nó cứ khởi lên, nó muốn dẫn dắt mình đi tới con đường không phải là đường của người tu nữa, thì cái đó cũng làm cho cái người tu là sợ hãi, cũng cho làm cho mình tương bỏ u sầu nữa, phải không? Khi mà bị tiếp xúc với những cái tà sắc danh thực thì ở bên ngoài mà không hàng phục được thì cũng khiến cho người tu họ còn mà lo sợ, họ sợ họ đi sai đường, họ sợ bị những cái ham muốn, cái ái dục đó nó dẫn khởi cái ham muốn để cho họ quay lên làm những cái việc không đúng với là cái hạnh phạm hạnh của người tu. Rồi tiếp theo cái bài kệ này á, là giúp nhấn mạnh và giúp cho mình, chỉ cho mình thấy nếu mình thoát khỏi được cái ái dục á, là giải thoát sợ ưu và những cái sợ hãi đó. Thì các vị thấy rõ ra cái tâm lý, cái tiến trình mà tu tập của mình á, tiến trình tâm lý bắt đầu từ ái dục á, thì nó lại sinh sầu ưu rồi sinh sợ hãi, là cái tiến trình đó, tiến trình đưa mình tới đau khổ. Và ngược lại, nếu mình không bị ái dục chi phối, hoặc là mình giảm, hoặc là mình tu để không còn ái dục nữa, thì cái là mình không còn sầu ưu và mình không còn sợ hãi nữa, thì đó là cái con đường đưa mình tới giải thoát. Nó có hai con đường, thuận theo thế gian hay là ngược theo, ngược dòng thế gian, để mà là thuận theo dòng coi như là thánh, các bậc thánh. Thì một thuận theo dòng ái dục của thế gian thì đưa cho mình đi theo một cái con đường là đau khổ hay là sinh tử luân hồi. Nếu ngược dòng thế gian, đi theo dòng thuận cái dòng thánh thì là đưa cho mình tới giải thoát giác ngộ. Trong cái bài kinh đó là như vậy. Rồi tiếp theo thì
người tu hành mình biết như vậy để mình chọn con đường mình đi, và mình quyết mình đoạn trừ cái ái dục là mục đích của cái Đức Phật đưa ra cái ái dục là sầu ưu khổ não là như vậy, để cho mình sợ nó, để mình tránh nó. Rồi chương thứ 33 là trí sáng phá tà tà ma, thì Phật dạy là người cầu đạo tỉ như một người chiến đấu người tu hành á, là giống như cái một người chiến sĩ xông pha ngoài mặt trận như vậy. Mà mặt trận ở đây là gì? Giết quân, giết ma quân. Mà quân ma ở đây Đức Phật muốn nói tới là cái ái dục. Mà thì khi mà mình cái người chiến sĩ mà chiến đấu với là ma quân á, ma ái dục á, thì cái người đó phải tinh tấn, phải dũng mãnh, dù xảy ra việc gì cũng một lòng quyết phá mới thì thành công được. Thì con tiếng ma các vị cũng hiểu rồi, ma là không phải chỉ cho cái ma mà mình hay nghĩ, mà tất cả cái gì mà nó làm chướng đạo, chướng con đường tu tập của mình thì Đức Phật đều gọi nó là ma hết. Tất tần tật cái gì làm cho mình chướng đạo thì ở đây trong kinh Tăng Chi cũng đưa ra, cũng là bài kinh Tăng Chi cũng đưa ra cái ý giống như cái chương này, cũng là một chiến sĩ cũng đưa ra có thì tôi sẽ đưa cho các vị rõ ràng cái ví dụ ở trong Tăng Chi và kết hợp với cái chương này. Đức Phật nói cái người chiến sĩ là có bốn hạng người như thế nào, bốn hạng người như thế nào, thì đây là hạng người hạng ý chí khiếp nhược. Thì Tăng Chi và cái chương này đều đưa ra bốn hạng người hết, chiến sĩ cả. Trong lúc mình tu tập như là con người mình cũng giống như một chiến sĩ để đánh đuổi lại cái tham ái phiền não của mình, thì cái hạng đầu tiên á là hạng ý chí khiếp nhược, chưa đánh đã thua, đầu hàng từ trong cái ý thức lực, mà là hạng người tu hành không lập chí nguyện, không có lý tưởng và niềm tin đó, chưa đánh đã thua. Thì tương đương tại sao đây nói là chưa đánh đã thua, không có lý tưởng, không có niềm tin, là tại vì trong kinh Tăng Chi cũng cái phẩm này mà đưa ra cái ví dụ nè. Cái phẩm người chiến sĩ trong cái phẩm của kinh Tăng Chi thì đi ra cái phẩm là người chiến sĩ Đức Phật dạy thì cũng có bốn hạng giống như ở đây. Thì hạng là chiến sĩ chỉ thấy bụi mù, trong kinh Tăng Chi thì nói là hạng chiến sĩ chỉ thấy bụi mù dấy lên thì trùng chân nhục chí, mất hết can đảm, không thể tham gia chiến trận. Tương đương với người tu hành mà khi nghe nói đến cô gái đẹp đẽ khả ái, tâm dao động và rời bỏ giáo pháp. Ở trong kinh của 42 chương này thì cái chương này á không nói là về ái dục của gì của là cái sắc ái, mà trong Tăng Chi bộ kinh á thì rõ ràng Đức Phật nói trong này thì chỉ nói chữ từ, dùng từ ái dục mà thôi, còn trong Tăng Chi thì Đức Phật nói luôn là đó là sắc ái, tức là ái về nữ sắc, và ngược lại đối với nam thì đối với nữ thì ái nam sắc. Cho nên Tăng Chi thì nói rõ ràng, còn bên cái chương này thì chỉ nói tổng quát chữ là tham ái mà thôi. Thì trong đây á nói là cái người trong tứ thập nhị chương thì người nói là đầu hàng từ trong ý thức luôn, không có chí nguyện mà không lý tưởng, và cái niềm tin nó hời hợt, nó mới phát tâm thôi à. Còn trong Tăng Chi thì nói lên là Đức Phật ví như là khi cái người chiến sĩ chỉ thấy bụi mù dấy lên thì trùng chân nhục chí, tức là các vị kỳ xưa mà hai bên đánh nhau thì ngựa hoặc là chạy bộ đó, thì khi những cái đồng cỏ hay là những hai bên thì họ chạy mà quân sĩ nó lớn nhiều quá mà chạy một số đông vậy thì cái bụi cát á, nó phủ lên, nó bay lên á, thì cái người mà chiến sĩ mà nhát gan á mà chỉ thấy
tôn giáo là thối luôn, thoái trận rồi, chạy trốn rồi. Và thấy mùi mù thôi, chứ chưa thấy được người binh sĩ bên đó đông hay ít nữa, chỉ thấy mùi mù thôi là cái người chiến sĩ này đã bỏ tôn giáo chạy trốn rồi. Thì ở đây Đức Phật ví như là cái người tu hành á, mà khi nghe chưa có thấy mặt người con gái mà chỉ nghe người khác nói đến cô gái có ở đó có một cô gái đẹp đẽ như thế này thế nọ, thì cái người kia bị nghe người ta nói như vậy thôi là cái tâm bị dao động, là cái sự ham thích về sắc nữ là đã, cái người đó đã buông xuôi rồi, đã không còn tu tập gì nữa cả rồi, bỏ sự tu hành rồi. Cho nên nói là mới nghe bụi mù, tức là ở đây chỉ mới nghe cô gái nói tới một cô gái thôi, là cái người chiến sĩ mà tu tập đoạn trừ cái sắc ái là họ đã bị dao động và họ bỏ buông, họ không tu nữa. Họ mới nghe thôi, để qua Đức Phật đưa tới từng tiến trình tiến trình hết. Còn hạng thứ hai này, là nửa đường thối lui, là hạng người bỏ cuộc nửa chừng của cái trong cái này là của cái chương này nói tới, trong tứ thập chương đó nữa, có công hạnh tu tập một chút thôi nhưng bị cám dỗ bởi danh lợi, vì trong tứ thập chương này chỉ nói chữ chung, nói chung về tham dục thôi, là chung hết cả năm dục luôn. Còn trong Tăng Chi thì nói Đức Phật đặc biệt chỉ nói tới cái sắc ái thôi. Danh lợi không phát triển những gì đạt được để đi đến đích cuối cùng, tức là họ bị cái danh lợi cám dỗ, đó là về tứ thập nhị chương của cái chương này. Còn ở trong Tăng Chi thì Đức Phật nói là cái hạng chiến sĩ này, khi thấy cờ xí của địch quân dựng lên thì trùng chân nhục chí, mất hết can đảm, tương đương với người tu hành khi thấy người con gái đẹp đẽ dễ thương, tâm dao động thoái lui rồi bỏ giáo pháp. Có nghĩa là ở trong này á, thì trong Tăng Chi á, thì Đức Phật nói là hồi nãy là nói là bụi mờ chưa thấy, mà giờ đây là bắt đầu đã thấy quân địch rồi, tức là chưa có đánh nhau ở xa thôi mà thấy một đội quân ở bên coi như là bên địch á. Nhiều người quá mệt, quân họ hiện lên cái là mất hết can đảm, bỏ vũ khí và thối lui rồi. Thì ở đây cũng ví như người tu hành chỉ mới thấy được người con gái hồi nãy, dao động rồi coi như bỏ gươm giáo. Gươm giáo ở đây là gì đó? Giới luật, tuệ học, rồi rời bỏ giáo pháp, rồi cái người đó coi như không tu nữa, đầu hàng. Phải không? Trước mới nhìn thấy thôi đó, mới nhìn thấy, hồi nãy mới nghe nói tới, giờ đây là mới nhìn thấy. Còn hạng thứ ba này, chiến đấu, là hạng người có ý chí, có lý tưởng, nỗ lực tiến lên nhưng thiếu phương pháp tập tu tốt, cho đó không thành công. Cũng có thể nói rằng những người chấp thủ vào phương pháp bảo thủ theo thói quen, tức là thật sự có tu hành nhưng không thành công. Thì ở đây trong kinh tứ thập nhị chương nói là cái người thật sự họ cao hơn hai hạng người trước, họ có sự tu tập, họ muốn dứt bỏ tất cả phiền não tham ái của họ, nhưng mà gì, họ không tu tập không đúng, họ chấp thủ vào cái phương pháp của họ. Ví dụ như họ, cái người họ tu khổ hạnh, phải không? Hay là họ chấp thủ vào giới cấm thủ mà họ tu, cho nên cái người này tu không đúng, cho nên họ lại đi trật đường. Đó là cái hạng người thứ ba mà trong tứ chương này nói tới, của tứ thập nhị chương. Còn như trong Tăng Chi ấy, thì Đức Phật mà nói là hạng chiến sĩ nghe tiếng la hét của địch quân thì trùng chân nhục chí, tức là hai đội quân nó đã tới gần nhau rồi, hồi nãy mới thấy hình không thấy tiếng, mà bây giờ đã nghe tiếng của địch quân rồi, nghe tiếng la hét rồi của địch quân rồi, thì cái người mà chiến sĩ mà chiến đấu với cái tham ái của mình á, thì họ đã nhục chí, mất hết sự can đảm và họ buông cương giáo và chạy trốn rồi. Thì tương đương với người tu hành khi gặp cô gái đẹp đẽ dễ thương nói chuyện, hồi nãy là mới gặp mặt chưa có tiếp xúc chưa nói chuyện, còn bên này
thì Đức Phật nói là gặp mặt nói chuyện, nói chuyện với người đó, có sự gặp gỡ với người đó thì cái người này tâm dao động khoái luôn và rời bỏ giáo pháp, rời bỏ sự tu hành của mình. Có những đầu hàng với là tham ái, đầu hàng với là sắc ái, coi bỏ cái sự tu hành của mình để mà chạy theo cái ham muốn của thế tục, thì ba hạng người đó nó từng cấp độ. Các vị thấy Đức Phật nó có từng cấp độ, cái người cái ý chí nó cũng từng cấp độ nữa. Mới nghe thôi là cái đó là phiền não của người đó rất là mạnh, cái sự tu hành của người đó rất là nhẹ. Rồi đến khi mới chỉ thấy bụi mờ, mới nghe nói cô gái, rồi mới là gì đó gặp mặt chưa nói chuyện, thấy thôi, còn bên này gặp mặt nói chuyện rồi, thì ba hạng người đó là coi như buông vũ khí xuống, không có chiến đấu với cái phiền não của chính mình nữa, mà đầu hàng nó rồi. Còn hạng thứ tư là hạng tắc thắng trở về, thì cái này là chỉ cho những người quyết tâm tu hành á, có một cái phương pháp tu rõ ràng và đạt được cái tối hậu, đạt tới cái mục đích là giải thoát niết bàn. Thì trong tăng chi Đức Phật mới ví là người chiến sĩ ấy, là chịu đựng được bụi mờ nè, chịu đựng được cờ giấy lên, cờ xí dựng lên là tiếng hét, chịu đựng cuộc đánh mà sát chiến với nhau, rồi tương đương với người tu hành. Tức là cái người tu hành có được cái ý chí mạnh mẽ, có được cái trí tuệ sáng suốt và có được cái định lực rất là lớn, thì cái người này dù có gặp gỡ người con gái hoặc là thậm chí bị cái người đó giống như kiểu như là cái người đó đi dụ dỗ đi nữa, thì cái vị tu hành này họ cũng quyết chí, họ không bị rung động và họ từ bỏ và họ đi tìm một cái chỗ thanh vắng để mà thiền định, để đoạn diệt tham sân si. Thì cái người này là cái người chiến sĩ chiến thắng được cái sắc ái của, trong kinh Tăng Chi nói, sắc ái của chính mình và đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Thì Đức Phật trong cái chương này đưa ra bốn cái hạng người như vậy để cho chúng ta thấy rõ ràng rằng thật sự ra cái người tu hành cũng không phải là dễ, phải không? Cũng không phải là dễ, vì cũng đang ở trong một cái cõi này, cũng trong cái thân tâm của mỗi người đều còn cái tham sân si phiền não hết, và hàng ngày vẫn tiếp xúc, vẫn sống như mọi người. Thì cái tu hành nó có nhiều cái sự thử thách, chỉ có những con người nào quyết chí bền lòng và có một cái phương pháp tu đúng thì mới vượt qua được thôi, còn không phải sự tu hành mà dễ đạt được. Đưa ra đến bốn hạng người như vậy để Đức Phật cho chúng ta thấy cái sự tu hành để mà đạt được chứng quả không phải là dễ dàng, mà cần cái sự nỗ lực và quyết chí và có một cái phương pháp tu đúng thì mới đạt được cái giải thoát giác ngộ được. Cho nên cái sự thành công mà đạt được giải thoát giác ngộ đó mới là cái sự mà qua nhiều hiếm có, mới được bao nhiêu người họ mới xưng mình là thành bậc thánh. Cho nên cái sự thành công đối với người tu là không có dễ. Các vị thấy ở ngoài đời về sự kinh doanh hay làm ăn mà thành công nó đã khó rồi, huống gì cái người tu mà lại chiến thắng được cái tâm của mình á, thì nó lại khó hơn. Tại vì cái tâm mình thì cái tâm của con người thì nó vô hình vô tướng, khó nắm bắt được. Cho nên cái thành công là một cái kết quả phải nỗ lực và cương quyết. Để cho nên các vị nghe cái câu là của ông Phan Bội Châu, một cái nhà tranh đấu, các vị biết không? Ông nó nổi tiếng với cái câu là nếu đường đời bằng phẳng mãi, anh hùng hào kiệt có hơn ai, phải không? Nếu không có cái sự khó khăn, nếu không có những cái tá chiếu duyên nó nổi lên thì ai cũng giống như ai rồi, không có ai là anh hùng hết, phải không? Khi mà cái sự khó khăn hay là có những cái tá duyên nghịch lòng mà cái người ta
mới chiến thắng được, thì khi đó mới có là cái anh hùng, mới nó xuất hiện ra những cái thời, ví dụ như chiến tranh thì mới khởi ra được những cái anh hùng. Còn bình thường thì anh cũng giống như ai rồi, đâu cần gì mới có cái sự nỗ lực chiến đấu làm gì. Cho nên nói là nếu được đời bằng phẳng mãi thì anh hùng hào kiệt thì có hơn ai đâu, phải không? Giống như nhau hết. Cho nên các vị phải nhớ, không có gì bằng tinh tấn, có trí tuệ và cái tâm kiên định. Thì quý vị cũng ở đây, thật sự ra cái này thì nói cái phẩm này nó chú trọng cho cái người tu xuất gia, nhưng các vị là người ở đời khó hơn chúng tôi rất nhiều ở trong cái hoàn cảnh của quý vị. Nhưng mà đừng bao giờ thối lui, đừng bao giờ nản chí, cứ cố. Được chừng nào thì tốt chừng đó. Mình cố bỏ được tất cả những cái tham ái trong lòng mình, được chừng nào thì hay chừng đó, phải không ạ? Tất cả đều là khó khăn hết. Hoặc ở trong môi trường dễ hơn thì nó thuận tiện hơn. Còn các vị ở ngoài, cái môi trường ở ngoài tiếp xúc hàng ngày, vẫn phải đi làm hàng ngày, nó khó, không có môi trường tu tập, nó không thuận tiện hơn, thì các vị phải cố sức lên để mà chiến đấu thắng nó. Thì cái gì cũng phải có sự nỗ lực, chứ không phải cái gì từ không mà nó tới được, phải không? Biết khó thì cố gắng lên, chỉ có sự cố gắng thì nó sẽ thành công thôi. Rồi chương thứ 34, trung đạo. Một vị sa môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, tiếng tụng nghe buồn bã và gấp rút, trong lòng hối tiếc, muốn thối chí Phật khỏi. Khi còn ở nhà, ông đã từng làm gì? Đáp rằng, con thích khải đàn. Phật khỏi, dây chùng quá thì sao? Đáp rằng, chẳng kêu. Dây căng quá thì thế nào? Đáp rằng, mất tiếng. Chẳng chùng, chẳng căng, giữ mức vừa phải thì thế nào? Đáp rằng, các âm thanh đều vang lên đủ. Phật dạy sa môn học đạo cũng giống như vậy, nếu tâm được điều hòa vừa phải thì có thể đắc đạo. Đối với đạo, nếu tâm mạnh mẽ thái quá, tất thân phải mỏi mệt. Thân đã mỏi mệt, ý tất sanh buồn bã. Nếu ý sanh buồn bã, việc làm tất thối lui. Việc làm đã thối lui, tội lỗi tất tăng thêm nhiều. Chỉ nên thanh tịnh, an lạc thì đạo chẳng mất. Thì cái ý nghĩa của cái chương này á, thì Đức Phật muốn dạy cho chúng ta là cái người tu hành phải giữ sự quân bình trong sự tu tập. Nếu lười biếng giải đãi thì đạo nghiệp không thể nào mà thành tựu được, mà nỗ lực quá mức thì sẽ mệt mỏi, thì thân mệt mỏi, tâm mệt mỏi thì sẽ khiến cho chúng ta thoái chí. Cho nên phải biết giữ quân bình từ thân và tâm để cho mình tu tập. Cốt là ở sự giữ được cái sự an lạc với thân và tâm của mình, chứ không phải không có. Thì chương này thì nói về sự trung đạo, phải không ạ? Đức Phật muốn chỉ cho mình là giữ mức độ quân bình. Thì chữ trung đạo, chữ trung là ở giữa, như các vị hay nghe nói là Bắc Trung Nam, thì chữ trung là ở giữa đất nước, phải không? Thì ở giữa ở đây có nghĩa là giữ mức độ, nó đừng thái quá mà đừng quá, mà cũng đừng có quá sức là tinh tấn, hoặc là quá ép mình, hoặc là đừng quá buông thả mình, phải giữ mức trung bình ở giữa. Thì chữ trung đạo này á, thì các vị thấy bình thường nếu theo cái giáo lý của Nguyên Thủy Phật Giáo thì hay nói chữ trung đạo này á, là tránh hai cái cực đoan. Một là buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối, hay là tránh và hai cái cực đoan nữa là chấp thường, chấp là thường hằng và chấp là đoạn diệt. Đó là ý nghĩa trung đạo của trong kinh, của theo cái tư tưởng giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy. Thì tránh hai cái mức độ đó thì gọi là trung đạo. Một là tu khổ hạnh, hai là buông thả, còn hai nữa là chấp thường và chấp đoạn. Tránh hai cái chấp đó thì không chấp thường và không chấp đoạn, thì cái đó thì gọi là trung đạo theo giáo lý của, theo tư tưởng của Nguyên Thủy Phật Giáo. Còn tư tưởng, cái trung đạo của tư tưởng Đại Thừa phát triển thì gì, rộng
cái trung đạo, ví dụ như nói là lìa nhị biên là trung đạo nguyên thủy. Tại vì ở đây đang nói về trung đạo thì tôi cũng giải thích về cho quý vị biết một chút về sự trung đạo. Lìa nhị biên là trung đạo. Nhị biên là gì? Là hai bên. Ví dụ như thiện và bất thiện là nhị biên, mà lìa hai cái, chấp vừa thiện và bất thiện thì nó là trung đạo. Đó là cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo. Còn ở chương này thì gì? Ở chương này thì dạy cho mình phải lìa hai cái trạng thái giải đãi, lười biếng giải đãi và nỗ lực tinh tấn quá mức. Lìa hai cái đó là trung đạo. Ở mức giữa hai cái đó mình tu tập giữ được quân bình, giữa cái quá tinh tấn quá mức và cái giải đãi buông lung quá mức, thì cái chương này muốn đề muốn đưa tới cho mình cái trung đạo về cái ý nghĩa đó. Tại vì nếu mà tôi không có nói rõ như quý vị thấy chữ trung đạo nó nghĩa gì thì nhiều người mà chưa học nhiều đó thì cứ nghĩ là tôi chỉ nói ở đây nói là mình đừng có quá giải đãi và đừng quá tinh tấn quá mức là trung đạo. Thì tới chỗ khác họ nói theo cái nghĩa trung đạo, mà như hồi nãy giờ tôi nói thì các vị nói không, tôi học nói trung đạo là như vậy. Nó thật sự ra theo tư tưởng mỗi cái ví dụ giáo lý của Nguyên Thủy Phật Giáo thì khác, Đại Thừa Phật Giáo là cái chữ trung đạo nó khác nhau. Còn cái chương này, riêng chương này thì nói là không quá giải đãi lười biếng và không quá tinh tấn quá mức là trung đạo, theo ý của chương này thôi, phải không ạ? Phải rõ ràng không thôi rồi quý vị hiểu là cứ nghĩ chữ trung đạo là vậy rồi đi đâu đó người ta nói cái ý khác thì lại là các vị không chấp nhận thì không được, phải không? Cho nên chúng tôi phân tích cho nó rõ ràng như vậy để quý vị đừng có coi như là chỉ hiểu một trong cái chương này thì nó mang cái ý nghĩa như vậy thôi. Thì như trong này nói là các vị trong chương này có đề cập tới là một vị sa môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, phải không? Kinh Di Giáo của Phật Thích Ca thì mình vẫn thường tụng, phải không ạ? Nhưng mà kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp thì chúng tôi xin thưa rằng trong kinh theo kinh A Hàm thì thì nói trước Đức Phật Thích Ca thì có 6 vị Phật đã ra đời, và Phật Ca Diếp là vị Phật thứ 6, và Phật thứ 7 là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thì Phật Thích Ca là Phật quá khứ, là một vị Phật ở quá khứ. Thì kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp cũng là kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp quá khứ, nhưng mà thật sự ra nói là trong kinh Di Giáo thì tất cả trong các kinh Nam truyền lẫn Bắc truyền, tức là về hệ thống của tư tưởng của Phật giáo, Nguyên Thủy Phật Giáo và hệ thống Đại Thừa phát triển, đều không thấy ghi lại kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp. Không có ghi lại kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, mà chỉ có ghi lại một cái bài kệ của Phật Ca Diếp mà thôi. Trong kho tàng kinh sách hiện tại của mình không ghi lại các kinh sách nào của Phật Ca Diếp cả. Chỉ có vào tứ phần lục thì phần lược nêu 7 kệ của 7 đức Phật thì chỉ có ghi lại một bài kệ của Phật Ca Diếp mà thôi, chứ không có ghi lại kinh Di Giáo gì hết. Thì bài kệ mà ghi lại của Phật Ca Diếp là không làm các việc ác, tuân thủ các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy, chỉ vỏn vẹn 4 câu như vậy thôi. Ngoài ra không còn có ghi một cái kinh sách nào của Phật Ca Diếp cả. Cho nên ở đây chúng tôi cũng phải thưa ra cho rõ ràng như vậy, là vì trong kinh có đề cập tới kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp thì ở đây không biết kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp nói có khác với Phật Thích Ca mình hay không. Thì trong tất cả các kinh sách không có ghi lại, và kinh chỉ có ghi lại một bài kệ 4 câu của Phật Ca Diếp mà. Thì các vị thấy là trong cái phần duyên khởi kinh này á, là có một vị sa môn mà tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp mà tụng kinh theo cái thái độ là quan như là buồn bã giải đãi, rồi giống như nghe cái tiếng tụng kinh Đức Phật nghĩ là cái người này đang thối chí và muốn thối lui, cho nên
Đức Phật mới hỏi, mới muốn giáo hóa cho vị sa môn này, cho nên mới hỏi ổng là ổng làm nghề gì. Thì Đức Phật mới nói là trong cái, nếu mà cái người mà tu hành á, mà không có giống như kiểu như là giải đãi lừa biếng quá, thì bao giờ mới đạt được đạo quả, phải không? Như cái người mà tu hành quá giải đãi lừa biếng thì bao giờ mới đạt được đạo quả. Sự lừa biếng trẻ nải biếng phóng dật đó, thì đó là ví dụ cho cái sợi dây đàn nó dùng quá đi, nó sẽ không đem lại cho người tu hành một cái kết quả gì hết. Chỉ thật sự ra mà nói là mình hay cái từ của người đời mình hay nói là xìu xìu ở nở, phải không? Các vị nghe hay nói xìu xìu ở nở, cứ xìu xìu ở nở, nó tới đâu cũng tới, phải không? Cứ xìu xìu ở nở như vậy thôi, tới đâu cũng tới, rồi đi một bước, thụt lùi ba bước, rồi chính, phải không? Phải nghỉ ngơi chứ, tu nhiều quá rồi nó bệnh, rồi người đó chỉ lấy cái cớ như vậy thôi, để mà không có tiếng tu thôi, coi như lừa biếng giải đãi, rồi nói thôi cái nếu mà tu tập nhiều quá thì nó sanh bệnh, phải cái thân mình phải khỏe, nó khỏe mới tu được. Mà thật sự lấy cái cớ đó ra để chi, để mà làm biếng giải đãi, thì cái người mà làm biếng giải đãi như vậy thì không bao giờ biết bao giờ tới đích được. Cũng giống như là con rùa với con thỏ, thì con rùa nó chậm, nhưng mà nó chạy hoài, tinh tấn chạy hoài á, thì nó sẽ tới đích. Mà con thỏ nó có được cặp cẳng của nó, cái giò nó cao, nó nhảy rất là nhanh, nhưng mà nó không chịu nhảy thì nó cũng bao giờ tới đích hết. Cũng giống như các vị thấy kỳ xưa mà các vị Bà La Môn mà thời lửa, mà lửa đó, thì khi mà họ cọ đó, để mà họ lấy lửa, thì phải là lúc nào cái tay hai cục đá phải cọ với nhau, hoặc là cái dù nồi hay họ có một cái đồ để họ lấy lửa thì phải ra sức hai cái chà sát với nhau, thì nó ma sát, nó cái chất nóng mạnh nó mới bật cái lửa lên được. Thì mà còn nếu mà cứ người mà muốn lấy lửa thì xưa đâu phải như bây giờ mà có cái dụng cụ để lấy lửa xẹt cái rồi nó lên, và phải cọ như vậy mới ra lửa. Mà nếu mà muốn lấy lửa nấu cơm ăn để nuôi sống, với lại để hơi cho ấm, để là cái nhu cầu cần xài, cần dùng cái lửa, mà cứ ngồi mà cứ quay bao vòng thả ra rồi biết khi nào có lửa, phải không? Thì đây Đức Phật cũng vậy, nếu cái người dạy đại chứ cái xìu xìu ở nhẫn thì không biết bao giờ mà tới được, còn tới được đến đích, và khi nào nó tu hành nó xong đây. Cho nên Đức Phật nói là dùng quá thì cũng không được. Trời, đến khi mà Đức Phật mới nói là nếu một cái dây đàn căng quá thì cũng không đem lại kết quả. Vì sao? Vì khi căng quá là cái người mà tu hành quá mức độ ép sát khổ hạnh, rồi coi như tu cả ngày cả đêm, mà thì cái thân thể nó mệt mỏi, thì giống như ngồi cái hệ quả là thân tâm đều mỏi mệt ấy. Rồi từ đó rồi mỏi mệt quá thì cũng sẽ thối lui. Nhưng các vị thấy những người mà họ tu rồi thì họ đặt ra những cái cách tu của họ, ví dụ như đạo dừa đó, đạo dừa có ăn dừa không có đây, phải không? Thì nó cũng không đúng. Rồi tôi nghe nói là ở miền Tây cũng có một cái ông mà ăn xả không à, ăn xả, tôi có nghe nói vậy. Nhưng mà những cái đó thì đâu có. Rồi có những người nói tôi giữ giới, tôi không ăn có một thứ gì đó, uống nước hay gì đó bình thường, nhưng mà rồi cứ tôi chịu không nổi,
có người tôi nghe rất là nhiều, ví dụ như đặt ra cho mình một cái nguyên tắc như vậy, một cái giới như vậy, rồi đến khi tôi nghe kể là cái ông đó ông xã ăn cái gì không mà không ăn cơm cả, rồi đến khi chịu không nổi cứ lén lén rồi đi ăn rồi cũng như không, phải không? Vì cái thân nó chịu không nổi mà đi ăn rồi lén ăn thì cũng như không, thì đặt ra cho mình một cái những cái mức cái giới hoặc là những cái mà tu tập nó ép sát kiểu đó mà mình chịu không nổi thì đâu có đưa đến cái kết quả gì đâu. Phải tu là mục đích như thế nào cho cái thân, cái tâm của mình an lạc, cái mục đích là để cho cái tâm của mình an lạc, cái tâm của mình thanh tịnh là cái mục đích như vậy. Còn nếu đương nhiên cái thân là cái phụ, nếu cái thân khỏe mà phụ nó, thì cái tâm của mình đó, thì nó mới sáng suốt, mà cái tâm sáng suốt thì cái thân mới khỏe được. Hai cái nó hỗ trợ cho nhau, ép sát quá thì là cái tinh thần nó lú lẫn, phải không? Mà cái tinh thần nó yếu xìu mà buồn bã quá thì nó đưa tới cái thân, những người mà bệnh tâm bệnh rồi sanh ra thân bệnh luôn đó. Cho nên hai cái phải cân bằng. Thì ở đây Đức Phật muốn dạy cho mình vậy, tu là cốt ý để cho mục đích là thân tâm mình đều an lạc. Mình tu như thế nào đem sự an lạc cho cái tâm của mình, rồi đem tới cái sự thoải mái cho cái thân của mình là chính. Nhưng mà cái người có trí tuệ được như vậy, thấy được mà đừng có dễ vui cứ nghĩ cho an lạc mà rơi vô cái lười biếng cũng không có được. Đó là cái trí đó, phải không? Cái người mà biết được chính mình như thế nào an lạc, như thế nào là lười biếng, thì cũng phải có biết cái trí của mình, phải biết phân biệt đó. Cho nên cái chương này tóm lại Đức Phật dạy cho mình là ở trong mức trung đạo tu tập và cốt là thân tâm an lạc. Nếu cái gì ép sát hay là buông lung mà mình không thấy an lạc là cái đó mình làm sai. Mình qua chương thứ 35 á, trừ câu nhiễm. Phật dạy những người luyện sắc loại bỏ cảnh dơ mà rèn thành đồ vật. Đồ vật ấy tất là rất tốt. Cũng vậy, người học đạo trừ bỏ những cấu nhiễm trong tâm tất sẽ được hạnh trong sạch. Thì cái này rõ ràng, cái hồi nãy Đức Phật dạy cho mình đó là trung đạo, thì ở đây cái quan trọng là gì? Quan trọng là thanh lọc cái tâm của mình đó, cho nó trong sạch, đừng ô nhiễm. Thì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh cái người mà lọc quặng đó, quặng á, thì cái sắt á, nếu mà cái quặng á mà được lọc sạch tất cả các cái nhơ bẩn trong cái quặng á, thường là cái sắt tinh khiết hơn, thì đem ra làm những cái đồ dùng thì nó rất là tốt và dùng nó rất là có hữu ích cho cuộc sống. Còn nếu mà quặng với lại sắt mà lẫn lộn thì không làm gì được hết, mà làm ra nó cũng bể mau, không có xài được. Thì ở đây cũng vậy, người tu tập cũng giống như là mình đang thanh lọc cái tâm của mình, phải không? Phải cái tâm mà mình trong sạch á, thì tất cả những cái gì hành động lời nói của mình đều trong sạch theo. Cho nên quan trọng là ở chỗ cái thanh lọc tâm, chứ không phải là cái ép sát, phải không? Hay là cái ép sát mà tư tới, mà quan trọng là cái chỗ là chuyển tâm và thanh lọc tâm mình cho thanh tịnh trong sạch. Thì như các vị thấy rõ ràng cái tâm là quan trọng nhất. Các vị cũng học kinh Pháp Cú rồi, có cái bài kinh là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác. Tất cả những cái cuộc sống của mình xấu hay tốt đều do cái tâm của mình là xấu hay tốt. Rồi các vị thấy rõ ràng là cái thanh lọc tâm của mình là cái quan trọng. Cho nên ý tức là tâm, mà ở đây hành là thân và khẩu, tâm thanh tịnh thì đưa đến khẩu và thân thanh tịnh. Cho nên quan trọng nhất là cái tâm chân của mình. Các vị hay nghe nói cái câu là ta niệm thanh hành thanh tịnh đồng Phật vãng thế phương không? Có nghe không? Đó, có nghe là
tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật quảng mười phương. Thì quan trọng là cái tâm của mình thanh tịnh đó. Thì mình với Phật cùng ở một cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà cái câu này nó phát xuất ra từ cái gì? Từ một cái câu chuyện của một vị thiền sư đi hành cước. Các vị nghe tôi kể chưa? Đó, phải không? Ăn cháo gà đó, phải không? Nghe chưa? Tâm của mình thôi, của các vị tôi kể ở đây cái chú đó nghe rồi mà, phải không? À, nghe cái khác đó. Thì cái câu chuyện là có một vị thiền sư đi hành khất, đi hành cước, đi giáo hóa đó. Thì khi trời tối mới tới một cái ngôi làng, rồi mới hỏi dân chúng là ở đó có một cái chùa nào hay gì để cho vị đó tới ngủ nhờ đêm rồi sáng mai đi. Thì các dân làng xung quanh đó mới nói là có một ngôi chùa ở trên núi á, nhưng mà bỏ hoang lâu năm rồi, không có ai ở hết, mà thôi đừng có lên đó ngủ. Thì vị thiền sư hỏi tại sao á, trên đó nó có một con quỷ cứ nửa đêm mà dậy khóc tru tréo. Lúc trước đó một cái chùa tăng chúng rất là đông, một vị trụ trì ở đó dẫn chúng tu rất đông, mà vị trụ trì đó chuyên niệm Phật, chuyên niệm Phật để cầu vãng Tây Phương. Thì nhưng mà vị chết rồi hóa thành quỷ. Thì vị thiền sư hỏi tại sao, thì vị này mới nói là tại vì cái vị trụ trì khi bị ốm nặng coi như thập tử nhất sanh, thì các đệ tử đồ chúng mới mời vị lương hy tới. Vị lương hy bắt mạch và nói là ông vị, cái vị trụ trì này phải cần uống thuốc, và trong cái thang thuốc đó phải có cái con gà, phải bỏ chung con gà ác vậy đó. Thì lúc đó cái vị lương y mới biết vị này là tu hành mà lớn tuổi rồi, thanh tịnh, cho nên nói là họp chúng lại và hỏi là quý vị có bốc thì ổng bốc, mà còn đồ chúng không chịu thì ổng không bốc. Thì đồ chúng thì vì thương thầy mà thương vị trụ trì thì cứ nghĩ là cứu cho thầy sống thôi, bằng lòng cho vị lương y. Thì vị lương y bốc thuốc và cho sắc thuốc cho vị trụ trì uống, và vị trụ trì uống thuốc thì lại từ lâu từ dần dần tỉnh lại. Thì khi vị trụ trì tỉnh lại và nói trên đại chúng mới vui mừng. Rồi vị trụ trì khi nói chuyện thì trong đại chúng mới kể ra nói là thầy bị bệnh nặng như vậy như kia, cho nên mời lương y tới rồi bốc thang thuốc, mà trong thang thuốc đó có sắc gà ác. Thì vị trụ trì này tức, tại vì nghĩ mình là tu hành một đời chuyên niệm Phật cầu Tây Phương, như vậy là mình đã phạm giới, và vị trụ trì này lại là tức rồi, coi như là chết luôn, qua đời ngay lúc trong cái lúc mà tức giận đồng chúng như vậy, buồn phiền như vậy, thì hóa thành một con quỷ ở trong cái ngôi chùa đó. Thì cứ nửa đêm là cái vị đó không siêu thoát, vướng vô trong cái niệm là mình đã phạm giới, mình đã không thanh tịnh và giận đồ chúng đã cho mình uống như vậy, cho nên không siêu thoát mà cứ ở lân, cái hồn cứ ở lân quanh trong cái ngôi chùa đó. Cho nên cứ nửa đêm canh khuya là dậy là khóc, ngồi khóc tru tru, xong rồi á khóc rồi xong rồi đọc cái bài ngâm, cái bài kệ là lâm bệnh ngọa tại sàng, nhất dạ ẩm kê tha. Tối nào cũng đọc hai cái câu, có nghĩa là khi ngài bệnh đó, nằm ở giường đó, mà một đêm đó, thì đệ tử đã cho uống một cái thang thuốc mà có con gà ở trong, thì cứ khóc rồi kể vậy. Rồi lần lần đồ chúng họ sợ quá, họ bỏ đi hết. Rồi lần lần đồ chúng đi hết rồi thì người dân ở xung quanh cũng nghe, họ cũng sợ quá, họ bỏ đi hết. Rồi cái chùa từ từ để thành chùa hoa. Rồi cái đêm, cái lúc mà cái vị thiền sư này tới, rồi vị thiền sư này mới hỏi, thì người dân mới kể ra như vậy, và thiền sư nói tôi quyết định lên đó tôi ngủ. Thì vị thiền sư này đi lên trên chùa hoa đó và ngồi thiền như vậy, thì y đúng như lời của các vị xung quanh họ kể. Nửa đêm khuya canh hai canh ba vậy đó,
thì vị này lại nghe tiếng khóc, tiếng khóc than, rồi ngâm hát cái bài kệ là lâm bệnh ngọa tại sao. Nhất giả ổng kê than, vị thiền sư liền đối đáp là tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì lúc mà ngâm hai cái câu thơ tiếp rồi cái, thì cái vị trụ trì đó mới giác ngộ ra và lễ cái vị thiền sư đó, và coi như là coi như vãng sanh. Và tại vì sao? Vì cái người trụ trì này á, chắc vô ba nghiệp thân khẩu và ý ha, thì cái vị thiền sư này chưa có đạt mức độ là chứng ngộ, thì chỉ niệm Phật để cầu thanh tịnh, để vãng Tây Phương thôi, nhưng chưa chứng ngộ, cho nên cứ nghĩ là mình đã phạm giới. Nhưng mà thật sự ra ông đâu có phạm giới, chỉ ba nghiệp thanh tịnh. Có nghĩa vị thiền sư này nói ba nghiệp của ông thanh tịnh, ông không phạm gì hết. Vì khi ba nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương, là vì khi ông bệnh như vậy á, miệng ông không nói, đệ tử sắc cái phương thuốc đó cho thầy uống, phải không? Không nói, và thân ổng không giết con gà, và thân ông cũng không phạm gì hết, mà ổng khi đó nằm mê man bất tỉnh, tức là ý của ổng cũng không biết gì hết. Ba nghiệp của ổng hoàn toàn khi nằm mê man đó, ba nghiệp của vị phải không? Hoàn toàn không tác nghiệp, và khi uống ổng cũng không biết là ổng uống cái gì. Rõ ràng là ba nghiệp, khi ông uống cái thang thuốc đó, ba nghiệp ông không phạm một cái gì hết, ông không, ông vẫn thanh tịnh hoàn toàn, vì ông mê man mà, tất cả là do đồ chứng đâu. Nhưng mà khi ông tỉnh lại, nghe kể lại, ông không có hiểu rõ được cái lý của tam nghiệp hành thanh tịnh, mà ông nghĩ là ông uống cái nước đó là ông đã phạm rồi, phải không? Ông đã phạm giới, ông đã không còn thanh tịnh ba nghiệp nữa rồi. Cho nên khi vị thiền sư này, ông cứ nghĩ nhất nhà ông cái thang, cứ chắc vô cái niệm là uống cái thuốc đó thôi, cho nên mới là tức, mới là nghĩ là mình không còn thanh tịnh. Nhưng mà đến lúc vị thiền sư này khai cho ông tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, rõ ràng khi ông nằm mê man đó, ba nghiệp ông vẫn thanh tịnh, cho nên ông này ông mới giác ngộ ra, và ông không còn buồn rầu nữa, không còn chấp một cái niệm mình đã phạm ba niệm mình không thanh tịnh nữa, cho nên ông mới đồng là không còn là ngũ nghĩa đó nữa, mà đi theo cái nghiệp chính của ông, là cái nghiệp mà đã tu hành một đời rồi. Còn ông kẹt lại vì cái niệm cuối cùng, cái cận tử nghiệp của cuối cùng ông, nên ông mới kẹt lại thôi, phải không? Mà đến khi có người giống như là làm cho sáng ra, nó tỉnh dậy, thì là tỉnh dậy rồi thì ông đi theo cái nghiệp chính của ông, là cái nghiệp tu hành mấy chục năm. Cho nên trong ba nghiệp thì quan trọng nhất là cái tâm thanh tịnh, mà cái miệng ông đâu có làm gì đâu, cho nên quan trọng nhất là cái tâm của ông không hề tác ý. Cho nên mới nói câu là tâm là hành thanh tịnh, đồng bản của Tây Phương. Thì ở đây là các vị thấy rõ ra, còn cái chương này thì Đức Phật muốn nói là thanh lọc cái tâm cho mình. Cho lớp học và những người cho lớp học cái bài này, hình như là văn phòng yêu cầu nộp lại cái văn phòng đó. Chúng ta nguyện